Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một game kinh dị nha. Game này sẽ hướng dẫn làm sao để xây một con người tuyết nha. Chụp phải để lăn một cái quả cầu tuyết. Bây giờ mình sẽ trang trí nó. Đi vô nhà lấy đồ trang trí. Cái khăn này lấy không được. Mình nghĩ là phải lấy cái khăn màu đỏ nữa mới đúng. Nhưng mà có lẽ cái phần nó bị lỗi ha. Bây giờ cái chỗ lấy cái khăn màu đỏ đóng cửa rồi. Giờ kêu lấy trái tim gì nữa nè. Làm sao có trái tim vậy? Cái này thì hơi ảo. Bây giờ mình sẽ làm cánh tay. Cái cửa này bây giờ mở ra rồi thì mình nghĩ là lấy hai cái này làm cánh tay nè, mà chắc game này thì tác giả họ chưa có làm cái kiểu đó luôn. Và cái khăn màu đỏ nãy mình lấy không được, bây giờ được quấn trên cái con người tuyết rồi. Hình như cái người mẹ nói chuyện với cái người con là tại sao đặt cái con người tuyết nhìn vô nhà. Thì người con nói là tôi đâu có làm như vậy đâu. Hình cái con này tự di chuyển. Người tuyết ơi, bạn có thật sự sống không? Bây giờ cái người mẹ không thấy đứa con đâu, bắt đầu kêu. Những cái cửa phòng thì bị đóng lại rồi. Nãy mình nhìn ra đây mình thấy con người tuyết mà. Nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Hay là nó lăn vô đây hả? Nó trốn vô cái lỗ này rồi. Anh ấy không có đây, có thể anh ấy ở trong phòng của mình. Thì ra phòng này là của thằng nhóc hả? Có thể Toby tìm thấy được cái gì ở cái phòng này và trốn trong đây. Cái con người tuyết kìa. Cái gì vậy? Ơ? Đây là đường bí mật. Hello Martha, Robert. Hình như là cái người này bố của cái nhân vật mình đang chơi ha. Hình như ổng xây cái này thì phải. Nếu con đọc được cái này thì tôi đã đi xa. Hình như có con quái vật nào đó và
chặn nó để nó không làm thành cái gì đó kinh dị. Nếu đụng cái đó là bị game over ha. Đây là con người tuyết quái dị nè. Sao bây giờ cái này hành thang máy rồi? Nơi đây là cái gì vậy? Giờ mình lại lăn cầu tuyết nè. Gì vậy? Cái gì vậy? Quá gì quá vậy? Mất tiêu rồi. Gì? Nghĩ là cửa bây giờ mở rồi, đăng thêm cũng không được. Chào mừng đến gia đình. Rồi xong luôn. Gì vậy? Còn nó dí mình. Ấy. Cái kỳ vậy? Mình đi đúng hướng mà. Gì vậy? Trời ơi. Ok vậy.
Mồm. Trời ơi, vậy là hết game rồi. Linh hồn quỷ dữ đó bị bắt lại à. Rồi vậy game này mình chơi tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha. Game cũng khó đấy. Mình cũng đai mấy lần.